Tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với những bài học chữ Hán à, cùng với mình trong chương trình học tiếng Nhật online tại Mori. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 4 nhé. Mình đã cùng nhau học qua bài 1, bài 2, bài 3 rồi đúng không nào? Và ngày hôm nay sang bài số 4 chúng ta sẽ cùng nhau học về những chữ Hán bảy sáu à, chữ Hán như trên bảng đây. Các bạn nhìn thấy này, chữ nhân này, chữ tiên này, chữ sinh này, chữ học, chữ phương và chữ gì nhỉ? Chữ hà đúng không nào? Chữ này chữ Nani mình học rồi đúng không? À, thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những chữ Hán đầu tiên không mà, không làm mất thời gian của các bạn lâu nhé à, chữ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau học đó là chữ nhân có âm hán việt là nhân nhân là gì nhỉ mọi người nhỉ nhân lá, người Và trong suốt chặng đường chúng ta học những từ vựng trong cuốn sách Minano Nihongo Thì chúng ta sẽ còn gặp rất là nhiều những từ vựng mà có sự xuất hiện của chữ nhân này Và trên bảng thì à, bọn mình đã tổng kết một vài những cái từ vựng đó Và những cái phần mà gạch chân ở đây, các bạn nhìn thấy phần gạch chân ở đây Đã là những cái từ vựng mà chúng ta đã gặp cho đến thời điểm học à, bài chữ Hán ngày hôm nay rồi nhá Còn lại những chữ đằng sau này thì về sau này các bạn sẽ sẽ gặp lại đúng nào nhưng mà chúng ta cứ thống kê ở đây để các bạn sẽ nhận thấy rằng là à đây là những chữ hán mà mình đã đã học rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay trong clip này khi dạy về chữ nhân thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện rất là ý nghĩa và thú vị nằm sau cái chữ hán này. Đây là chữ nhân phải không nào? Nhân là về con người. Câu chuyện về con người như thế nào? Con người của chúng ta vốn là những sinh vật mà không thể nào mà sống một mình được. Vì sao nhỉ? Chúng ta hãy tưởng tượng nhá. Vợ thì phải có chồng đúng không nào? chúng ta hay nói ông có bà đúng không nào bố phải có mẹ anh phải có em đúng không nào bố mẹ thì sẽ có con cái và ngược lại con cái sẽ phải có bố mẹ tóm lại con người chúng ta sống nếu mà cứ sống một mình mãi thì có sống được không nhở bao giờ cũng phải có một người luôn luôn đồng hành luôn luôn cùng trời che với mình trong suốt chặng đường đời đấy thế nên là chữ nhân mới làm sao mới hai nét mà thành các bạn nhìn thấy nhá một nét này là chúng ta đúng không? Và một người nữa luôn luôn gì nhỉ? Luôn luôn ở bên ta để để chống đỡ cho chúng ta để đồng hành với chúng ta vượt qua mọi cái khó khăn hay là trải qua những cái lúc vui vẻ hạnh phúc trong cuộc đời thì đó là câu chuyện về chữ nhân nhá. Hay. thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về những cái âm đọc của nó Chúng ta nhìn thấy hai âm đúng không nào? Âm cân và âm ôn Các bạn nhớ âm cân là gì chưa nhỉ? Âm cân là những âm mà nó đứng một mình và cũng có nghĩa và là những âm thuần nhật đúng không nào? Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái âm này Bắt đầu từ bài số 4 ngày hôm nay mình đã bắt đầu thấy là mỗi một chữ Hán sẽ có rất là nhiều những ví dụ cũng như là những âm đọc của nó đúng không nào? Tuy nhiên đừng có sợ mà hãy nhớ là gì nhỉ? Chúng ta cứ học theo những cái từ vựng mà chúng ta đã đã học rồi nhá mọi người nhá Thế thì bây giờ các bạn nhìn nhá Thứ nhất này, ano chúng ta thành thấy chữ hito rồi nhé các bạn học từ ano hito chưa nhỉ trong bài 1 gì đó đấy đúng không nào chúng ta sẽ có cái câu là gì nhỉ ano hito wa dare desu ano hito wa dare desu nghĩa là gì đây nhỉ nghĩa là người kia là ai đúng không nào từ hito là người thế cái từ này khi mà đứng một mình chúng ta sẽ đọc là hito nhé hito là người được chưa nhỉ rồi tiếp theo cái hôm mà học về chữ nhất chúng ta đã gặp từ này rồi chữ nhất và chữ nhân thêm chữ đẽ sau là gì nhỉ đi một mình đấy thì nhỉ một mình sẽ làm đọc là gì nhỉ mọi người nhỉ hito đi cái này hơi đặc biệt một chút nó sẽ không đọc là hito 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 mà là hito đi thì cái trường hợp này đặc biệt các bạn nhớ cho mình nhá hay là một vài những cái chữ đằng sau cũng tương tự như vậy sau này chúng ta sẽ học từ otona được chưa nào otona là gì nhỉ là người lớn hay là koibito koibito là gì nhỉ chỗ này chữ hito Đấy nhỉ nó biến âm thành tổ nhé. Koi tổ nghĩa là người yêu đúng nào, người yêu. Được chưa mọi người? Thế thì các bạn có nhận thấy những chữ nào chúng ta học rồi không? Những chữ nào học rồi thì mình sẽ nhớ chữ đó cho mình nhá. Anoito, chito hay là 1 de còn từ otona và từ koi bito chúng ta chưa học thì mình cứ để sau, cứ từ từ sau này sẽ học sẽ gặp nhá. Tiếp theo chúng ta nhìn âm đọc tiếp theo là âm mượn của bên Hàn à bên bên Trung Quốc đúng không nào? Là những âm khi mà nó ghép với những chữ Hàn khác thì nó sẽ đọc thành Jin và Nin. nhỉ? Jin và Nin thì có hai cách đọc. Thứ nhất là Jin trước chúng ta sẽ nhìn những ví dụ của nó nhá. Quen thuộc nhất rồi nào, đó là Betonamujin. Đúng rồi. Cái gì đó À, tên quốc gia cộng với chữ nhân này đọc là Jin thì chúng ta sẽ có cách hiểu là gì nhỉ là người nước nào là quốc tịch nước nào đúng nào tương tự như vậy thế thì người Nhật sẽ đọc là gì nhỉ mọi người nhỉ hãy xin mời nào hai ba Nihonjin Nihonjin đúng không nào tiếp theo sau này chúng ta sẽ gặp những cái từ ví dụ như sau Gosu à, Goshujin đều họ đọc là Jin hết mọi người nhé Goshujin là chồng đúng là chồng chồng người khác khi mà nói về chồng mình chúng ta sẽ bỏ chữ go đi, được ừ, nhỉ? Shujin. Còn khi mà nói về ừ, chồng của một người bạn hay chồng của ai đó sẽ là goshujin hay là cổ là nhân vật chính này. C à nó là gì nhỉ? Lễ thành nhân tức là lễ trưởng thành ở bên Nhật khi mà à, mọi người à, bước sang tuổi 20 đúng nào. Hay là jinko sẽ là dân số thì những cái này các bạn có thể học sau chúng ta sẽ học ở đây với tư cách à với cái tư cách gọi là giới thiệu thôi nhá còn cái từ mà chúng ta học rồi các bạn sẽ nhớ cho mình đó là betonamazin được chưa nhỉ betonamazin hay và chúng ta đi thể âm đọc tiếp theo đó là nin nin thì chúng ta thứ nhất là có cách đếm người từ số 3 người trở lên số 1 người hai người sẽ là study study đúng nào ba người sẽ đọc là sang nin Bốn người là Yonin, năm người là Gonin được chưa nhỉ, vân vân tương tự đằng sau như vậy nhé Tiếp theo sau này mình sẽ học từ gì đây nhỉ Chúng ta hình như là sang quyển 2, n4 Chúng ta sẽ gặp từ Ninki Ninki là gì nhỉ, Ninki là Là yêu thích đúng nào Hay là Ningyo, Hanin, Kandi Kandi Nin Ningyo kan kan nin. nin là búp bê, Hanin là Là tội phạm, thủ phạm Và Kandi sẽ là người quản lý Thì mình bảo rồi đó là các bạn cứ nhớ những cái âm nào mà mình bảo các bạn là cần phải nhớ đã nhá còn những cái này sau này sau này các bạn gặp lại các bạn thế nào cũng sẽ biết sẽ nhớ được nó thôi nên đừng có lo lắng gì cả nhá hay sau khi học về các âm đọc như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau khơi cứ siêu tức là gì nhỉ cùng nhau ôn tập lại một lần nữa cho mình nhá à trước tiên là những cái từ gạch chân đã chỉ cần nhớ từ gạch chân thôi còn đằng sau nó cứ bỏ qua được được chưa nào ok thứ nhất là cái này là gì nhỉ người đó là gì đây Người đó là, người kia là đúng không nào? Ano, ano hito, đúng rồi Ano hito, được chưa nào? Tiếp theo, beto nam -u. gì nhỉ? Người Việt Nam đọc là? Hãy, beto nam -jin. ok Tiếp theo, chữ người đứng một mình sẽ đọc là gì đây hả nhỉ? Chữ người đứng một mình sẽ đọc là? Là hito, ok, hito rồi, đi một mình đó hay là làm cái gì đó một mình sẽ là Hitori de So Hitori de Thế nhỉ? Rồi, hay là Goshuzin là gì nhỉ? Là chồng chồng người khác sẽ là À, không phải. chồng người khác mình đọc luôn cách đọc của nó rồi đúng không nào? Goshuzin So còn những cái năng sau này chúng ta mang tính chất tham khảo nhé Các bạn sẽ học về sau này Yên tâm, không khó khó đâu Có một cái nữa mình cần phải lưu ý đây Đó là từ Sanin Cũng là từ học rồi đúng không nào? Đến ngày hôm nay sanin được chưa nào? Hai, đó là về chữ nhân của chúng ta. Mọi người thấy chữ nhân hay không? Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang những à mọi người có muốn viết nốt những chữ này không? Thôi mình viết nốt là viết nốt luôn nhá. À, tiện thể thì học luôn vậy. cổ nhé. siêu cổ là nhân vật chính này. Ninki Học luôn để những bạn nào mà thích học luôn thì các bạn sẽ học luôn được đúng nào. Ninki là gì nhỉ? Là sự yêu thích đúng nào? Tiếp theo là ningyo. Ningyo là là búp bê được chưa nào? Tiếp theo Cinsiki. shiki là lễ thành nhân tức là lễ trưởng thành nhá. shiki Otona đúng rồi. Otona là gì nhỉ? Otona la là người lớn. Biết đâu có những bạn đang xem clip này là những bạn mà đang học đến tận bài uh, uh, gì đây nhỉ? Nhớ đến đâu đang học N4 thì sao các bạn quay trở lại xem lại thì cũng có thể học được đúng không nào? Tiếp theo là Hangnin. Hangnin là gì nhỉ? Hangnin là là tên tội phạm. Rồi, Kandinin. Trời ơi, nhiều quá cái chữ nhân này. Kandinin là là người quản lý. Tiếp theo, uh, dân số chúng ta sẽ hiểu là gì đấy nhỉ? Các bạn nhìn thấy nhân khẩu đúng không nào? không phải là cái mồm người nhé mà chúng ta hiểu là jinko là dân số được chưa nào tiếp theo koi bi to koi bi to là người yêu sẽ hỏi mọi người thử một câu nhé nó sang koi bi to ga imaska nghĩa là gì đây nó rằng koi bi to ga imaska là gì nhỉ là bạn có người yêu chưa mọi người nhớ trả lời nhá hay tiếp theo chúng ta sẽ bước sang chữ hán có âm hán việt là tiên tiên là gì nhỉ tiên là À, tiên mình sẽ gặp là tiên sinh chẳng hạn tiên sinh à, trong cái từ sen xe nó ghép với từ uh, chữ tiên và chữ sinh sẽ thành uh, sen xe tức là người người mà đi trước người mà đã gì nhỉ đã uh, biết được nhiều kinh nghiệm hơn và chỉ dạy cho mình uh, hay là sau này mình sẽ gặp từ uh, à, từ tiên đây tiên này tiên trong uh, sen siêu trong từ tuần trước thì tức là tiên là gì nhỉ? Tiên là trước đúng nào? Trước. Hay là mình sẽ gặp cả từ osakini là trước làm gì đó trước đi chẳng hạn đúng nào? Thế thì mình sẽ gặp những cái từ đây. Đó. Osakini là trước này, sensei này là giáo viên này, tuần trước hay tháng trước nhá. Nhớ từ trước này là làm trước cái gì đó nhá, làm làm cái gì đó trước thì đúng hơn đúng nào? Ok, thế thì nhớ trách hán này như thế nào cho hay bây giờ nhỉ? Trước tiên thì mình sẽ cùng nhau viết một cái đã nhá. À, chữ này có mấy nét nhỉ? Có 6 nét Mọi người cùng nhau tập viết nhá Chúng ta cứ tập viết thật là từ từ thôi nào Một nét này Xong đằng sau là là giống chữ thổ mà mình đã học rồi đấy mọi người Đúng nào Một nét, à, hai nét, ba nét, bốn nét Và đằng dưới này các bạn có nhận ra là cái gì không nhỉ? Nếu bạn nào mà đã xem cái bài mà hướng dẫn về toàn bộ những bộ thủ trong uh, chữ Hán của mình rồi Thì các bạn sẽ thấy bên dưới này là là đôi bàn chân là là thể hiện cho gọi là nhân nhân đi đúng nào nhân đi tức là 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 thể hiện cho đôi chân đúng nào thế bây giờ mình sẽ nhớ chữ hán này như sau bên trên các bạn nhìn thấy có chữ gì đây nhỉ chữ thổ thổ là gì thổ là đất đúng nào bên dưới là đôi bàn chân đúng nào bây giờ mình, mình tưởng tượng nhá buổi sáng dậy thì việc đầu tiên đó là mình đặt chân xuống xuống đất rồi bước đi một cái đây giống như là mình bước chân đi một cái đúng nào nhớ chưa đó đây là buổi sáng ngủ dậy việc đầu tiên đó cái chữ đầu tiên trước tiên đấy việc trước tiên thì nó là ý, ý nghĩa của chữ tiên này đúng không nào đó là mình làm gì mình đặt chân xuống đất và và phẩy là chỗ này phẩy mình tự tượng nhờ bước đi một bước ở trên trên đất đúng không nào đó là chữ tiên của mình nhá mọi người thử nghĩ lại ngẫm lại xem là mình có viết được chữ hán này luôn rồi không nhỉ rồi bên trên là một cái phẩy này bước chân của mình trên gì nhỉ trên cái nền đất và bên dưới là một đôi bán đôi bán chân hai cái hai cái chân nó thò ra như thế này được chưa Ok, và chúng ta sẽ bước sang chữ Hán tiếp theo À không phải chữ Hán tiếp theo mà chúng ta sẽ bước sang cách đọc của nó nhé Cách đọc của nó thì trong này sẽ có hai, hai cái cách đọc Thứ nhất là Saki Khi nó đứng một mình Chúng ta có từ Osaki ni Osaki ni này là gì nhỉ? Là uh, trước Ví dụ Osaki ni shitsureshimasu Tôi xin phép được uh, về trước hay tôi xin phép uh, ra trước Thì cái từ Osaki ni này là trước Đấy nhá. Hay, tiếp theo cái âm khi mà nó ghép với những chữ Hán khác. Đây các bạn nhìn thấy ghép với những chữ Hán khác không? Thì nó sẽ đọc là sen. Chúng ta có sen gì nhỉ? Rất nhiều sen nhá. Sen xe. là gì hả mọi người? Trả lời mình nào. Sen xe là là giáo viên. Rồi, tiếp theo. Sen shiu. Sen shiu là gì nhỉ? Sen shu. Sen shiu là là tuần trước. Tiếp theo nhá. Sen getsu. Sen getu là gì? sengetsu là gì nhá? chữ nguyệt đúng không nào? mọi người thấy chưa? đây chữ nguyệt bài hôm bài số 3 mình vừa mới học nhá tuần trước này, à, đây là tuần trước chữ siêu này chưa học nhưng mà mình sẽ nhớ cho mình nhá tiếp theo là sengetsu sẽ là tháng trước chữ tiên và chữ nguyệt ok, hay và bây giờ cùng nhau ôn lại một lần nữa nào rồi mặc dù cái từ này chưa biết nhưng mà rất là dễ xin mời mọi người đọc nào ô, ô saki ni rồi ô saki ni hai tiếp theo bên dưới nào sen cái chữ sinh ở đằng sau tí nữa ngay chút nữa mình sẽ học thôi nhá nhưng mà đây cứ ghi ra trước đúng nào trong sách của chúng ta nó sẽ được phiên âm lên chữ c rồi đúng nào tiếp theo tuần trước sẽ là sen đấy thế là đến ngày hôm nay bạn nào mà vẫn chưa nhớ tuần trước là cái gì khi mà học từ vựng thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ được luôn được chưa nào đó là mình sẽ thông qua này mình sẽ ôn luôn từ vựng nhá tiếp theo tháng trước là gì nhở tháng trước là sen getu. ok sen getu. Đó là về chữ tiên của mình đấy. Hay, rồi bây chúng ta sẽ bước sang chữ sinh. Sau chữ tiên chữ sinh, ngay sau trong chữ ngay trong cái từ mà xê đúng không nào? Ồ, chữ sinh này cũng rất là nhiều những cái từ vựng ví dụ của nó trong suốt cả quá trình học Minna no Nihongo này mọi người ơi. À, tuy nhiên trong số đó thì đến ngày hôm nay thì à, khi mà các bạn học bài 4 của chữ Hán này, tức là chúng ta học cái bài 9 của Minna no Nihongo thì các bạn đã gặp những từ vựng này. Những từ vựng được gạch chân như sau. Thứ nhất đây sẽ là học sinh này, giáo viên này, hay một cái từ mà các bạn sẽ nhìn thấy nhìn hơi nhiều chữ hán một chút đúng không nào? đó là trong từ gì nhỉ? có từ trừ sinh và trừ từ nhật này, chữ nhật học rồi. thế bây giờ mọi người đoán là gì? sẽ là ngày sinh nhật. mà ngày sinh nhật đọc là gì nhỉ? đọc là thanjo bị đúng không nào? thấy chưa? thế là mọi người chỉ cần biết cái từ này là ngày sinh nhật và chúng ta biết được ngày sinh nhật trong tiếng nhật là thanjo bị thì mình có thể đọc được ngay cái chữ hán này là là thanjo bị luôn. đó. tiếp theo nhé. Cuộc sống này, mình có một câu là gì nhỉ? Nihon no seikatsu ni naremashita ka? Đúng không? Trong một bài nào về kaiwa đúng là chúng ta có câu là Nihon no seikatsu ni naremashita ka? Là gì nhỉ? Là bạn đã quen với cuộc sống sinh hoạt ở Nhật Bản chưa? Đúng nào? Và chúng ta có từ seikatsu, katsu se Seikatsu Ngoài ra những cái từ đằng sau này Sẽ là những cái từ mình sẽ gặp về sau này nhé Cắm hoa Nhật Bản này Được sinh ra, à tôi ừ. Tôi sinh ra ở đâu này, hay là cố gắng hết mình này, hay là uh, sinh viên đại học này, rồi uh, nữ giới, nam giới, hay là gì nhỉ? Sống lâu hay là học sinh hay là gì đây nhỉ? Học sinh tiểu học. Thế thì chữ sinh này nghĩa là gì mọi người biết không? Sinh này nhá, sinh này là nghĩa là sinh ra. Chúng ta có một ví dụ là tanjo bị là gì nhỉ? Là ngày sinh nhật đúng không nào? Thì cái từ sinh này nghĩa là sinh ra nhá, sinh ra. Hay trước tiên mình sẽ cùng nhau viết chữ Hán này cho mình nhá nhá. 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5 nét. Được chưa nhỉ? Nào viết lại nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây. <laughs> à, thế thì chữ Hán này bây giờ có câu chuyện gì hay từ chữ Hán này không nhỉ? Hay. Thứ nhất là về câu chuyện này không có Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn một chữ hán này mà chúng ta có thể học được cả thêm hai chữ hán nữa tức là cùng một lúc cùng một câu chuyện chúng ta có thể học được hai chữ hán à ba chữ hán cơ rồi trước tiên thì mặc dù những chữ hán này chưa học nhưng mình sẽ giới thiệu luôn để các bạn hình dung ra luôn nhé hai các bạn sẽ cùng nhau nhìn lên, lên trên bảng cho mình này đầu tiên sau này các bạn sẽ học một từ này từ này là từ ngọ ngọ là buổi chiều các bạn nhìn thấy giống không hơi hơi giống đúng không tiếp theo mình cũng có một chữ hán mà gần gần giống với cái chữ này nữa đó là chữ con bò con bò. Mọi người thấy khác nhau cái gì? Con bò thì nó có thò thêm cái nét này ở bên trên đúng không nào? Và chữ sinh của chúng ta thì từ con bò thì nó sẽ thêm một cái nét gì ở bên dưới nhỉ? Mọi người thấy chưa? Thêm một cái nét gạch bên dưới đúng không nào? Tức là xuất phát từ chữ ngọn là buổi trưa xong rồi đến chữ con bò thì thò lên cái đầu này đúng không? Và sang đến chữ sinh từ đẻ ra ấy, thì chúng ta có thêm một cái gạch ở bên dưới này. Như vậy mình sẽ có một câu chuyện là gì nhỉ? Buổi trưa Buổi trưa gì nhỉ? Một con bò nó được sinh ra, được đẻ ra thì đó là chữ gì nhỉ? Chữ sinh của chúng ta nhá. Đấy, đây là một mũi tên mà chúng được ba cái đích rồi mình học được cả ba chữ Hán thông qua gì nhỉ? Thông qua một chữ này đúng không nào? Hay mọi người nhớ chưa? Rồi, buổi trưa một con bò nó được sinh ra. Ok, buổi trưa một con bò nó được sinh ra. Đó là về chữ sinh. Mình sẽ cùng nhau nhìn cách đọc của nó nhá. Wow, rất là nhiều cách đọc đúng không nào? Chữ sinh này. Sinh này thì thứ nhất chúng ta có từ ikidu ý ký này đây là động từ đúng không nào cái mà mở ngoặc ở đằng sau này à, cái cái mà chấm ở đằng sau này thì mình uh, hình như mấy buổi trước mình chưa có những cái dạng này đúng không nào đây là một động từ mọi người nhé mà uh, khi mà chữ hán mà được ký hiệu là ví dụ ý ký tự như thế này thì tức là khi mà đọc ra ấy, thì nó sẽ cái cái chữ này cái cái vế mà đứng đằng trước dấu chấm này nó sẽ là chữ hán được chưa nào khi mà viết thành chữ hán thì nó sẽ thành là ý ký tự cái mà thò ra bên ngoài sẽ là thò ra của chữ Hán nhá. Thì ký tự mọi người biết là gì không? Là sống nhá, sống, sống ở trên đời, đúng không? À. À, và chúng ta sẽ nhìn thấy những ví dụ của nó sau này mình sẽ học chúng ta có từ ikebana chỗ này nó không phải đọc là iki được mà là ike đọc sẽ đọc thành ike nhé ikebana ikebana là nghệ thuật cắm hoa của nhật bản tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ từ này là từ Nagai-ki cũng vẫn đọc là iki đúng không nào nagaiki này là, là sống lâu các bạn sẽ nhìn luôn đây để tí nữa vào phần ví dụ ôn lại kia thì mình sẽ không gì nhỉ, không nhắc lại nhá. Tiếp theo chúng ta có từ umareru, cách đọc là ư này, đó, ư, umareru là sinh ra đúng nào? Những từ này các bạn chưa cần nhớ đâu bởi vì là chúng ta chưa học đúng nào, nhưng mà mình sẽ giới thiệu để các bạn hình dung ra được nhá. Còn cái đến ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhiều nhất đó là cái âm đọc là c. Ví dụ, c là gì nhỉ? là học sinh Sensei là giáo viên Và chúng ta vừa mới học một từ đó là Sekatsu là gì nhỉ? Là là cuộc sống đúng không nào? Còn những từ đằng sau này Tất cả nó đều đọc là C hết nhá. Đều là C hết Nhưng mà từ này mình sẽ học sau này nhá, Chưa cần nhớ đâu Được chưa nhỉ? Daigakse, à, Jose, Danse, Seito Và Shogakse Tiếp theo chúng ta sau này mình sẽ còn gặp từ này là từ ken mẹ với cách đọc là sho nhá, ken mẹ để sau này học nhá. Và cuối cùng đó là từ mà cũng chúng ta cũng học rồi đó là từ tanjo bị chỗ này sẽ đọc là jo bị nhé. Tanjo bị. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cùng một chữ sinh này chúng ta có rất là nhiều cách đọc như thế này. Thế thì đừng nhớ theo từ ý ký được uma được c hay là show hay là jo này nhá mà chúng ta hãy xuất phát từ những cái ví dụ mà mình đã học rồi được chưa nào hay và đến đây chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái từ mà được cái chân như thế này nhá. Có những từ này để đấy, ai à, bạn nào mà muốn học thêm thì chúng ta hãy tự học thêm được được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học lại nhá. Thứ nhất, học sinh đọc là gì nhỉ mọi người nhỉ? Học sinh đọc là thọ các xệ Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Từ tiên mà Sinh vừa nãy nói rồi đấy, đó là giáo viên sẽ là sen xệ sẽ Tiếp theo chúng ta có từ tanjo bị tanjo bị là gì nhỉ? Tanjo bị là là ngày sinh nhật đúng nào? Tanjo bị. Tiếp theo chúng ta có từ Seikatsu Seikatsu Ok. Còn những từ này mình sẽ học sau này nhá. Sau này khi các bạn mà học gặp những cái từ lại từ C này các bạn có thể mở lại bài học kanji ngày hôm nay và chúng ta sẽ tìm thấy lại những chữ hán này nhá. Được chưa nào? Hay Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang từ học Wow, từ học sau này mình cũng sẽ gặp rất là nhiều đúng không? Trời ơi, quá trời luôn này Đúng nào? Nhưng mà đừng làm khó mình bằng cách phải học đọc hết nhé. Mà có thể sau này các bạn gặp lại cũng được Chúng ta sẽ từ gặp từ học Học trước tiên chúng ta sẽ gặp trong từ học sinh này Hay là trường học này À đây trường học hay là đại học nhá Thì học này nghĩa là là học thôi đúng không nào là học thôi thế bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn chữ hán này nhá rồi chữ hán này đầu tiên mình nhìn thấy ở bên trên đúng không có cái chấm chấm này với cả giống cái mái đúng không nào giống cái mái giống như là mái gì nhỉ mái trường đúng không nào mái trường thế còn bên dưới này chúng ta đã gặp ở trong các bộ thủ rồi chữ này là gì nhỉ cô cô là gì nhỉ cô là những cái đứa trẻ đúng không nào Thế thì việc học sẽ là việc như thế nào nhỉ? Là việc mà mà con người chúng ta sẽ phải bắt đầu học ở trường hay đến trường, kể cả ở trường hay ở nhà cũng được, bắt đầu khi nó từ khi còn còn là những đứa trẻ, đúng không nào? Còn là những đứa trẻ, được chưa nào? Thì chúng ta tưởng tượng bên trên này giống như là mái trường đúng không nào? Mái trường và trẻ con, trẻ con đi học nhé, trẻ con đi học. Rồi đó là cách nhớ chữ Hán của mình. Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau viết luyện viết lại một lần nhá. Nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 Chữ nét số 6, nét số 7 thì mình thường hay viết liền luôn được nhá Ok Được chưa nào Hay và chúng ta sẽ cùng nhau đi về những cái âm đọc của nó Thường chủ yếu nó sẽ có cái âm đọc là gác cự Mọi người nhớ nhá Học là gác cự Ví dụ Gác xe Đai gác cự Gác cô Điêu gác xe Ken gác cự Đai gác kín Đều là gác cửa hết đúng nào Và ngày hôm nay chúng ta học hai từ này nhá Đó là từ cơ xe và và gì nhỉ? Và dai À cả từ cô ấy đúng nào. Gà cô Ok, gà cô ở trường học phải không nào? Đấy, thế còn những từ này mình sẽ gặp về sau này nhá. Và ngoài ra nó có một âm đó là gì nhỉ? Thể hiện cái chữ động từ học ấy, manabu, manabimas nhé. Manabu thì chỗ này đây, nó sẽ viết như này mọi người ạ. Manabu. Cái mana bự này thì uh, sau này khi mà học uh, đến cái thể thường của động từ thì các bạn sẽ gặp lại cái từ mana bự này nhá. À cái cái cách đọc là gì nhỉ? Ư, không phải là mana bi mà là mana bự như thế này nhá. Được chưa nào? Ok và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái ví dụ, cách đọc của nó nhá thông qua những cái từ mà đã học rồi. Đó là một là học sinh là gì nhỉ? Học sinh là gakse nhé gakusei Gakuse. Chúng ta đọc ngắt luôn là Gakusei Gakuse. theo này, đại học sẽ là daigaku. Daigaku. Trường học sẽ là Gakko. so Gakko Ok chưa nhỉ? Gakko Có một loạt những cái từ sau này dần dần mình khi mà mình học chữ hà, à khi mà học từ vựng thì mình sẽ biết được thôi nhá. Nó đều có âm đọc là gaku hết nhá. Gaku. Ok, rồi Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chữ của âm Hán Việt là phương Phương này là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Là phương pháp Là phương hướng Hay là gì nhỉ? Chúng ta có một cái từ mà mình đã từng gặp trong ví dụ đó là Anokata là cách nói gì nhỉ? Cách nói lịch sự của từ Anoshito Đúng nhỉ? Cái người đó, người kia hay cái vị kia là ai? Đúng nào? Thế thì phương mình sẽ hiểu là phương pháp là cách thức là gì nhỉ? Là phương hướng Đúng nào? Hay, thế thì à, Đến ngày hôm nay thì mình mới chỉ biết từ anoka tạm này thôi Còn những cái từ này chúng ta chưa cần biết Sau này mình sẽ học sau cũng được nhá Đến lúc ấy mình khi mà mình gặp lại cái từ vựng này mà mình thấy chữ phương này Mình sẽ phát hiện ra à, cái từ này mình học rồi thế này nhá Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó nhá Các bạn cùng nhau viết cùng mình nhá 1, 2, 3, 4 Thế thì cái chữ hán này mọi người thấy giống một chữ hán gì mà chúng ta từng học chưa? rồi mình sẽ à, với những chữ hán như này thì mình sẽ dạy các bạn bằng cách phân biệt nhắc lại những chữ hán mà giống nhau nhé từ nè từ gì nhỉ mọi người nhỉ từ nè từ vạn các bạn nhớ không với mình dạy là gì không nhỉ một vạn con mũi đúng không nào chữ k này giống chữ K Cái bên trong là giống chữ K đúng không nào Thì K là con mũi Thì bây giờ một vạn con mũi Thì bây giờ nhớ nhá Một vạn con mũi về thêm cái này nữa là Một vạn con mũi bay về Bay về cái cái mũi này nó nó, nó chỉ về phương Về phía trước đúng không nào Thì mình sẽ hiểu là một vạn con mũi bay về Hướng đằng trước đúng không nào Bay về phương đằng trước Hay là bay về phương nào cũng không biết được đúng không nào Đó nhớ nhá Một vạn con mũi bay về phương nào Đó là chữ phương của chúng ta nhá Hai rồi mình sẽ cùng nhau nhìn cách đọc của nó này cách đọc thì có thứ nhất là có từ kata chủ yếu là kata đúng nào còn ga tạ này thì nó chỉ là biến âm của nó thôi đúng nào và ngoài ra nó có cách đọc là hô này nữa Thế thì ngày hôm nay các bạn nhớ cho mình cái âm này là ano kata ano là gì nhỉ ano là vị kia đúng nào còn sau này mình sẽ gặp những cái từ này ví dụ yomi là cách đọc đúng nào ve mas chúng ta có những cái động từ thể dạng mas đúng nào ve mas bỏ mas cộng với từ phương này này sẽ là gì nhỉ? Giống như từ này sẽ là yomimas thành yomikata là cách làm cái gì đó. Tiếp theo chúng ta có từ yugata. Yugata này là buổi chiều đúng nào? Buổi chiều chiều hoàng hôn đấy. Rồi hay là hồ hay là hô hồ. Hô hồ là phương pháp. Thì cái này mình sẽ gặp ở trong cuốn sách Minamon Nihongo 2 nhá. Hay ôn lại thôi. Mọi người cùng nhau đọc này. Đơn giản. Mỗi một từ này thôi nào. Cùng nhau đọc là anokata. Anokata. Rồi. Tiếp theo mình đọc luôn nhá. Yomikata. Yomikata. Yomikata Rồi Hay Kata V mask Bỏ mask Cộng với hô này sẽ thành À cộng với phương này sẽ thành Kata Snap Yugata Yugata là buổi chiều tà Đúng không nào Hay là nếu mà thêm nô no Và đứng nguyên một mình như này Sẽ đọc là hô Và ghép với từ khác sẽ là Hồ hồ Snap Hồ hồ Ok chưa nào Hay rồi và chúng ta sẽ cùng bước sang chữ hán cuối cùng của ngày hôm nay đó là chữ hà Chữ Hà này là gì nhỉ mọi người nhỉ? Chữ Hà này là cái gì? Là câu hỏi đấy, là từ để hỏi của chúng ta đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta thấy một loạt những cái từ vựng mà chúng ta đã học rồi Đúng nào? Đó Nan sai mấy tuổi này, cái gì này, tầng mấy này, mấy giờ này Hầu, hầu hết đều đọc là Đọc là nan hết mọi người nhé Đọc là nan hết Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó đã nhé Nan, cái này là cái gì đúng nào? Đằng trước nó là bộ gì đấy mọi người ấy? Bộ nhân Nhân là Nhân là người đúng không nào Đây là bộ nhân đứng đúng không nào Người Đây là mồm Một người đúng không Người kia ở mồm đang hỏi Đây là Đây là cái gì Thì chúng ta có chữ hán này Đúng không nào Người Chữ mồm đấy Hỏi đúng không Hỏi xem đây là Đây là cái gì Thì tức là chúng ta sẽ có chữ hán là Cái gì đúng không nào đó, nhớ chưa? Các bạn chỉ cần nhớ cái bộ sau này đúng không nào? Còn trước là gì nhỉ? Người hỏi đây là cái gì? Khi mà mình bóc tách ra thành những cái câu chuyện như vậy thì mình sẽ viết thứ tự nét nó hơi khác một chút. Tuy nhiên các bạn sẽ nhìn thấy nét thứ tự đúng của nó như sau. 1 2 3 4 5 6 7 như này nhá. Được chưa nào? Hay. Rồi, thế về cái đọc của nó chủ yếu đều là nam hết mọi người nhá. Cái này dễ rồi. Nan chúng ta có từ nan sai, nan sai là gì nhỉ? Nan sai là mấy tuổi? Nan gai là là tầng mấy? Nan ji là mấy giờ đúng không? Chỗ này sẽ là nam pưng nhé, nam pưng. Thứ mấy sẽ là nan, nan yo bị. Tiếp theo, nam bang là số mấy này? Nam bang là số mấy này? Nan nen này. nan nen là năm nào? À, nan dự là tháng nào đúng là tháng mấy? à uh, nan, nan nichi sẽ là ngày bao nhiêu. Hay là chúng ta sau này sẽ học từ nan kai mo, nan kai mo là gì nhỉ? Nan kai mo là không biết bao nhiêu lần đúng không nào? Bao nhiêu lần. Ngoài ra nó sẽ còn cách đọc là nani. Nani khi mà nó đứng một mình như sau chúng ta có từ nan -ni. Cô nani. Kore nan Nani là cái gì đúng không? Đứng một mình hay là nanika là một cái gì đó đúng không nani Nanika là một cái gì đó, được chưa nào? Ngoài ra âm môn thì sẽ không có, chủ yếu là, là âm nhật hết nhá Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một lần nhá Xin mời mọi người cùng nhau đọc nào Mấy tuổi sẽ đọc là Chữ này chúng ta chưa biết, đúng không? Chữ sai chúng ta chưa biết Nhưng mà tất cả những cái từ nan này đều đọc là nan hết đúng nào Nan sai, rồi Đứng một mình như này sẽ là gì nhỉ? Nani Nani Mấy tầng sẽ là Tầng mấy sẽ là nan Nan gai Ok Đây là nan hết đúng không nào? Nghe như cái nan hoa đúng không? Mấy giờ sẽ là nan nan dị ok Nanji. dị tiếp theo nam phường nè nam bừng nam phường số mấy sẽ là nan yobi, bị yobi, bị rồi số mấy sẽ là gì nhỉ số thứ tự bao nhiêu ấy nam nam bang nam bang Nan nền Nan nền rồi Nan gatsu Nan gatsu là tháng mấy đúng nào Nan gatsu Ngày bao nhiêu sẽ là gì đấy nani chị Mấy lần sẽ là Nan kai Một cái gì đó sẽ là cả Thế nào Wow, riêng cái từ nan này mình gặp rất là nhiều rồi đúng không nào? Hay, thế thì đó là toàn bộ những chữ Hán mà ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau học. Thứ nhất có 6 chữ đúng không nào? chữ nhân, chữ tiên, chữ sinh, chữ học, chữ phương và chữ hà. Được chưa nào? Người này, à, trước tiên này, đây là sinh ra này, đây là học này, đây là cách thức này, phương pháp này, đây là cái gì đúng không nào? Ok và chúng ta sẽ cùng nhau chữa những bài tập này nhá. Câu số 1 là gì nhỉ? Ano, chữ nhân đọc là gì nhỉ? Ano hito desu ですね. ne. Ano hito wa Người kia là ai vậy? Đúng không nào? Câu số 2 này, Mira quá. Không đọc là Hito nữa, đọc là gì nhỉ? Igirisu jin desu ka? À anh Mira là người gì nhỉ? Là người nước Anh. À đúng nào. Câu số 3 này. Mai nichi, mai hàng ngày đúng nào? Hitori de desu ne. Hitori de gakko chữ học của chúng ta đúng không? Gakko ikimasu. Hàng ngày thì tôi đi một mình đến đến trường học. Đúng nào? Câu số 4 này à, go shizin, rồi so, go shizin và tôi chỉ là để cắt chồng bạn là ai vậy chồng bạn là ai đúng không? câu số 5 này, Nihongo no, chữ sinh là chúng ta đọc gì nhỉ? Nihongo no, no seikatsu, nè, ,ですね. Nihongo no seikatsu và omochiro des là gì nhỉ? Cuộc sống ở Nhật Bản thì rất là thú vị đúng không nào? Tiếp theo câu số 6 sen chữ này đọc là sen, nè, sen shiu no doyobi wa Nani o Nani o shimashita Là gì nhỉ? Vào thứ bảy tuần trước thì bạn đã làm gì vậy? Đúng không? Câu số 7 này. Watashi wa sakura daigaku desu ne. Daigaku no gakusei. Gakusei desu. Mọi người làm đúng không nhỉ? Tôi là học sinh của trường đại học Sakura. Câu số 8 này. Tanjoubi, từ này quen thuộc quá rồi đúng không nào? Tanjoubi wa itsu desu ka? À, sinh nhật của bạn là bao giờ vậy? Câu số 9 này. Ano kata ne. Ano kata wa donata desu ka? À cái vị kia là ai vậy? Ano kata wa Sakura Daigaku no Daigaku no sensei desu ne. đọc sensei đúng nào? À, người đó vị kia là gì nhỉ? Vị kia là giáo viên hay là giảng viên của trường trường đại học Sakura. Câu số 10 này. Ma à, Adia san, Nihon no seikatsu desu ne. Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Này Adia ơi, gì nhờ Cuộc sống của Nhật Bản thấy thế nào? Đúng nào? Sao rồi? Tiếp theo câu số 11. Ê, Kyoushitsu wa nan gai desu ka? desu ne. phòng học là tầng mấy vậy? Câu số 12 này. Shitsurei desu ga, nan sai desu ka? À, xin lỗi anh, anh bao nhiêu tuổi đúng không? Câu số 13 này. Sensei Rồi, oh, đây là giáo viên đúng nào Sensei no denwa wa wa Nam bang desu ka À, số điện thoại của giáo viên là Là bao nhiêu, là số, số nào đúng nào Là bao nhiêu vậy Câu số 14 này Sore wa nan desu ka Hay sore wa nan desu ka Cái đó là cái gì vậy Và câu số 15 này Koko kara gakko Gakko ma de Nam pung gurai Nam pưng cứ lại từ đây cho đến trường học thì gì nhỉ? Thì sẽ đi bộ sẽ khoảng mất bao nhiêu phút đấy đúng không nào? Nam pưng cứ lại, cứ Hãy, đó là 15 câu trong bài học ngày hôm nay của chúng ta Hy vọng là các bạn đã làm đúng hết rồi nhá Nhớ này nếu mà có sai thì các bạn hãy nhớ gì đây Hãy làm lại để khi nào mà chúng ta làm đúng hết tất cả thì thôi Học chữ Hán chỉ có vậy thôi mà Được chưa nào Hãy, và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé Bye bye